Khi mà bóng đá châu Âu phải đến tối ngày hôm nay thì những trận đấu hấp dẫn nhất mới được diễn ra, thì sân cỏ Felix chiếm toàn bộ những sự chú ý của những cổ động viên bóng đá trong 24 giờ qua. Xin kính chào quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Ba trận đấu đã diễn ra trên sân cỏ Felix trong buổi chiều thứ sáu, trong đó trận đấu muộn nhất cũng là cuộc đối đầu được mong đợi nhất, trận derby thành phố Hồ Chí Minh. Tại Felix lúc này có 4 huấn luyện viên trưởng người nước ngoài và đây là trận đấu đầu tiên giữa hai huấn luyện viên ngoại quốc trên băng ghế huấn luyện của hai đội. Huấn luyện viên Alexander Polking của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Shimoda Masahiro, người có trận ra mắt ở câu lạc bộ Sài Gòn. Câu lạc bộ Sài Gòn đã chơi một trận đấu kiên cường trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và nếu Daisuke Matsui thực hiện thành công quả đá phạt đền, có lẽ màn ra mắt của ông Shimoda trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn đã rẽ sang một hướng khác. Càng cay đắng hơn cho câu lạc bộ Sài Gòn khi họ bị thổi phạt đền ở những giây cuối cùng. Và từ chấm 11m, Lý Nguyễn đã thực hiện thành công giúp câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Áp lực là một điều luôn song hành với mỗi huấn luyện viên. Tất nhiên tôi không thể tránh khỏi cảm giác buồn sau trận đấu này khi tất cả đều đã nỗ lực. Mục tiêu của chúng tôi vẫn sẽ là cố gắng để xây dựng một lối chơi đẹp mắt và hy vọng kết quả sẽ tốt hơn ở những trận đấu sắp tới. Sân Thiên Trường đón lượng cổ động viên đông đảo nhất trong số tất cả các sân vận động ở vòng đấu thứ tư. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, câu lạc bộ Nam Định đã có bàn vươn lên dẫn trước. Nhưng sự lơ là và thiếu may mắn đã khiến đội chủ nhà bị câu lạc bộ Viettel ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Dù thua, nhưng câu lạc bộ Nam Định đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác so với hai trận trước đó. Nam Định họ cũng có tạo ra được rất là nhiều về cơ hội, nhưng mà họ cũng không có được cái may mắn. Và chúng tôi hôm nay thì chúng tôi có rất nhiều cơ hội và chúng tôi cũng tận dụng cái cơ hội tốt hơn. Chiến thắng này đưa câu lạc bộ Viettel vươn lên đứng thứ hai sau SHB Đà Nẵng, xếp ở hai vị trí tiếp theo lần lượt là Topland Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó với thất bại ở vòng đấu này, câu lạc bộ Nam Định vẫn đứng áp chót, chỉ xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng chưa có được điểm nào. Vào lúc 18 giờ chiều nay, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV5 Tây Nguyên. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Những trận đấu vừa qua nếu chọn ra một vị trí nào nổi bật nhất đó hẳn là thủ môn. Một vòng đầu chứng kiến sự xuất sắc của những thủ môn như Thanh Thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Tấn Trường của câu lạc bộ Hà Nội, rồi cả chuyện hy hữu thủ môn Thanh Diệp của Đông Á Thanh Hóa bị chấn thương chỉ một phút trước giờ bóng lăn khiến đội bóng phải thay đổi đội hình ra sân vào phút chót. Nhưng chắc chắn hình ảnh đáng chú ý nhất phải thuộc về thủ môn của đội bóng hạng nhất Cần Thơ trong buổi chiều ngày hôm qua. Những phút cuối cùng trận đấu giữa câu lạc bộ Cần Thơ và câu lạc bộ Công an Nhân dân, trọng tài xác định thủ môn Thanh Vũ đã phạm lỗi, ông phạt thẻ vàng anh này và cho câu lạc bộ Công an Nhân dân hưởng phạt đền bất chấp những lời thanh minh của đội chủ nhà. Trên chấm 11m, thủ môn Thanh Vũ lại sửa sai bằng cách cản phá thành công cú đá của các cầu thủ Công an Nhân dân. Nhưng không dừng lại tại đó, anh đã có một hành động ăn mừng đầy khiêu khích ngay trước mặt trọng tài chính. Rõ ràng ở tuổi 29, Thanh Vũ không thể nói hành động không đẹp này là từ một phút bồng bột của tuổi trẻ được. Và sau khi xem tình huống này được chia sẻ trên các diễn đàn bóng đá, thì câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong các bình luận là vì sao chiếc thẻ vàng vẫn ở yên trong túi trọng tài vậy? Rất có thể sẽ có án phạt nguội dành cho thủ môn Thanh Vũ và có lẽ là cũng nên có một bài học dành cho cá nhân anh này cũng như các cầu thủ trẻ khác về sự kiềm chế trên sân bóng. Trận đấu giữa câu lạc bộ Cần Thơ và câu lạc bộ Công an Nhân dân cũng là trận mở màn mùa giải hạng nhất quốc gia LS 2021. Giải đấu này thì các cầu thủ dưới sân hầu như lại không nổi tiếng bằng các huấn luyện viên của mình trên băng ghế huấn luyện. Chiều nay một cựu cầu thủ nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam cũng sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại đội bóng hạng nhất Phú Thọ. Đó là cựu trung vệ Vũ Như Thành, người được giới chuyên môn đánh giá là hậu vệ hay nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Không giống như các huấn luyện viên khác, cựu trung vệ Vũ Như Thành bắt tay ngay vào công việc mới là dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp khi chưa trải qua một công tác đào tạo trẻ nào. Dù có trong tay bằng A huấn luyện viên của AFC, nhưng tất cả những kinh nghiệm huấn luyện thực tế mà anh có là 2 năm làm trợ lý tại Tây Ninh và huấn luyện các lớp bóng đá cộng đồng do mình tổ chức. Dẫu vậy trong vai trò mới, Vũ Như Thành vẫn cho thấy sự tự tin và lạc quan của mình. Tôi nghĩ rằng là vai trò này nó phù hợp. Quan trọng là chúng ta hiểu đội bóng chúng ta có những gì và chơi những cái sơ đồ nào nó phù hợp thôi. Kinh nghiệm thì không ai kinh nghiệm ngay cả, đều phải qua 5 tháng cả. Chúng ta cũng từ trưởng thành từ cầu thủ trẻ và chúng ta có kinh nghiệm và nghề huấn luyện như thế thôi. Chúng ta cứ phải quyết liệt và tuổi trẻ thì nó có cái thì chúng ta nó có đam mê, có nhiệt huyết và có cái máu lửa của tuổi trẻ. Trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc trong đời cầu thủ, huấn luyện viên Như Thành cảm nhận được rõ những thử thách trên cương vị mới và cũng thấu hiểu những gì mà các học trò của anh sẽ phải trải qua khi bước vào một giải đấu chuyên nghiệp.
Chúng tôi cố gắng từng trận một, chúng tôi là tân binh, sẽ trận đấu nào cũng rất là khó khăn, nhất là những trận đầu giải ấy, chúng tôi phải chắt chiu từng điểm một và giành những cái điểm số đầu tiên để cho các em có tinh thần. Tại vì ở trong đội là toàn 20, 21, chỉ có 1, 2 bạn là 25, 26 và một bạn là 30 thôi, các em rất thiếu kinh nghiệm, nên là cái khởi đầu nó rất là quan trọng. Những bài học rút ra sau trận giao hữu đầu mùa với câu lạc bộ Hà Nội sẽ là hành trang để câu lạc bộ Phú Thọ hướng tới trận đấu đầu tiên của giải hạng nhất quốc gia. Trận đấu được lựa chọn là trận khai mạc mùa giải và cũng là trận đấu đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cựu trung vệ Vũ Như Thành.